Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm quen đi săn, lần này Tô Lâm bị săn, ai có thể truy đến cùng Tô Lâm. Ông Tô Lâm là một tướng có rất nhiều vấn đề để phải bàn. Với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông ta là một bộ trưởng, một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Với cơ quan bị thanh trừng, ông Tô Lâm là một tai họa. Với người dân, Tô Lâm là một hung thần. Cho đến nay, thế lực nào chiếm hữu được ông Tô Lâm thì thế lực đó sẽ có thế lực vượt trội hơn các phe khác. Tô Lâm cũng biết vai trò của mình nên cũng khá làm giá. Không hẳn ngả về phe trọng và cũng không hẳn ngả về phe chính. Không chống ai ra mặt và cũng không phục tùng ai vô điều kiện. Đấy là bản chất của ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh hai người mới vừa dính lưới ông Tô Lâm. Từ sau khi từ Mỹ trở về, Tô Lâm vắng mặt và bị đồn là bị trọng bệnh. Nhưng thực chất thì ông ta đang chuẩn bị bung lưới vây bắt cá lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đến chừng ông Tô Lâm xuất hiện thì mọi kế hoạch xem như đã xong. Và lần lượt hai con cá lớn nhất trong chiến dịch vây bắt đã dính lưới. Đó là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Chiến dịch này ông Tô Lâm vẫn trở về vị trí làm cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói hiện nay Tô Lâm khi xuất hiện ở đâu thì các quan chức dính chàm run rẩy đến đấy. Đó là vai trò trong nước, tuy nhiên trên trường quốc tế có nhiều cuộc điều tra đang nhắm vào ông Tô Lâm. Và rất có thể vụ án kết thúc Tô Lâm sẽ bị cảnh sát quốc tế Interpol chú ý, hoặc rất có thể tên của Tô Lâm sẽ được bêu trong danh sách truy nã quốc tế của một số nước nào đó. Trong những ngày sắp tới, phiên tòa xét xử thêm một người Việt Nam bị cáo buộc là mật vụ tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh dự kiến sẽ diễn ra ở Berlin. Khi đó, một lần nữa, các bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam là chủ mưu của vụ án này sẽ được đưa ra trước tòa. Được biết, vụ chính quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017 là một vấn đề được đề cập trong phiên tòa đầu tiên xét xử ông Nguyễn Hải Long, một trong những diễn viên đã góp tay thực hiện vụ bắt cóc này cho mật vụ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin cũng như Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm hung thần đối với rất nhiều người trong nước. Luật sư người Đức nhận định cho phiên tòa này đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy vụ bắt cóc này được thực hiện bởi chính quyền Việt Nam. Phía Việt Nam thì chưa bao giờ thừa nhận chuyện bắt cóc, nhưng họ cũng không thể phủ nhận bằng chứng đó cũng như kết luận của tòa án tại Đức. Bộ Ngoại giao Việt Nam thì từ đó đến nay vẫn thường né tránh các câu trả lời trực tiếp của truyền thông quốc tế về các cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thay vào đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là bà Lê Thị Thu Hằng chỉ nói chung chung rằng ông Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án. Chính quyền Việt Nam đã làm sai, trong đó ông Tô Lâm là người phải chịu trách nhiệm về những hành động mà ông ta đã gây ra. Hiện chính quyền Slovakia cũng đang điều tra ông Tô Lâm và chính quyền Đức cũng đang điều tra ông Lê Anh Tú, người vừa bị dẫn độ sang Berlin vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, xem họ đã làm theo mệnh lệnh của ai. Phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hải Long khi đó vào năm 2018, mặc dù không hề có mặt ông Tô Lâm, nhưng dù không có mặt, tòa vẫn xử và kết tội vụ án này. Được biết, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng với việc bắt cóc nên phía Đức sẽ không bỏ qua, và điều đó cho thấy họ sẽ thực hiện đến cùng vụ án này và truy tố tất cả các tên tội phạm, trong đó có rất nhiều người trực tiếp tham gia tại Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm được cho làm người chủ mưu vụ bắt cóc này. Trong nước, ông Tô Lâm đang đi săn, nhưng ở ngoài nước, ông Tô Lâm đang bị săn. Có đến hai thợ săn thiện chiến, đó là tòa án Slovakia và tòa án Đức. Khi vụ án này kết thúc, rất có thể ông Tô Lâm sẽ không có cơ hội ra nước ngoài ăn thịt bò rát vàng như vào năm 2021 ông ta đã làm. Các nước tiến bộ, luật pháp của họ nghiêm minh và sự liên kết dẫn độ của họ quy định rất chặt chẽ. Tô Lâm vốn thích ăn những món xa xỉ trên thế giới, xem ra mơ ước của Tô Lâm có thể bị lệnh truy nã quốc tế chặn lại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa đánh trống vừa la làng, ông chính phải chịu trách nhiệm. Đến thời điểm hiện nay rất khó để nói rằng Thủ tướng Chính phủ
Ông Phạm Minh Chính vô can trong vấn đề kit xét nghiệm dởm của Việt Á nói riêng và hàng loạt tội ác gây nên cái chết đau đớn cho gần 3 vạn người dân Việt Nam vào hồi giữa năm 2021 nói chung. Và càng khó nói hơn khi chính ông Phạm Minh Chính vừa diễn kịch lại là đạo diễn, thậm chí vừa biên kịch cho vở kịch chống dịch của ông, mà càng chống thì lại càng chết với chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi. Ông lại vừa làm khán giả vỗ tay cứ như là rất vô tư xem kịch của người khác vậy. Từ Sài Gòn, có bạn đọc đã bình luận rằng vừa đánh trống vừa la đàng, chính phủ phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ. Có lẽ khó ai quên được ngổn ngang hình ảnh giữa lúc thành phố Sài Gòn và các thành phố lớn chống dịch, giãn cách, giới nghiêm, phong tỏa. Từ người già leo lắt, thở bên bình oxy dưới một con hẻm chết chóc nào đó giữa lòng Sài Gòn, cho đến người đàn ông bò chui qua dây thép gai để lấy cho được bó rau mang về cho gia đình. Cảnh những đứa bé và người lớn chen chúc nhau để nhận rau xanh, củ quả. Cảnh người mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình với cái đói và bệnh tật, dịch dã. Có vô vàn hình ảnh đau thương đến tột cùng. Cảnh một đứa bé cầm viên phấn vẽ xuống nền xi măng hình ảnh mẹ của bé đang choàng tay ôm con mình, rồi bé vào sòng xà lòng mẹ để ngủ. Không biết người mẹ vô tri bằng phấn vẽ được thấu được nỗi lòng của bé hay không, nhưng người mục kích thì nước mắt lã chã trước sự đời. Cảnh những đứa bé mồ côi xúm xít quanh bát nhang trong căn nhà nhỏ giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn, không biết tương lai của chúng rồi sẽ ra sao. Cảnh những shipper chở các hũ tro cốt đi giao ở khu phố như đang đi giao một thú đồ vật gì đó, chứ chẳng phải là hài cốt của con người. Đó là hình ảnh còn đọng lại giữa muôn vàn hình ảnh của Sài Gòn oằn mình đau đớn, rồi hình ảnh người ta tới khóa ngang cổng nhà, cả một thôn bị khóa cổng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập ở Nghệ An. Nghe hình ảnh cả một nhóm đông lực lượng dân phòng, công an vũ trang xông vào đập vỡ toang cánh cửa gỗ của một gia đình ở Nghệ An để bắt người phụ nữ trong gia đình này đi cách ly tập trung. Đây là hình ảnh xếp hàng xét nghiệm nhanh COVID-19. Cũng với phụ nữ, tại một khu chung cư ở Bình Dương, chủ tịch phường và một đám sai nhà đã xông vào phá cửa, bẻ quạt tay một người phụ nữ chủ nhà, dắt ra sân chung cư và lại đè đầu để chọc mũi tìm F0. Hình ảnh con người trở nên nhỏ nhoi, đau đớn tận cùng là vậy, và bị đẩy xuống hàng con ong, con kiến. Thậm chí bị đối xử còn tệ hơn cả súc vật, hình ảnh thật từ người thật, việc thật ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này, trong cái thế kỷ này. Có thể nói rằng các trại cách ly tập trung ở thành phố lớn với mật độ chật chội, ngột ngạt chính là những khu nhà giết người tập trung trong đợt đại dịch vừa qua. Đó chính là sai lầm của chính phủ mà người đứng đầu là ông Phạm Minh Chính. Hình ảnh người chết nằm sắp lớp chuẩn bị để đưa đi thiêu, hình ảnh xe cứu thương nối dài chở xác vào lò thiêu. Mọi thứ kẹt cứng và không thể hoạt động, các lò thiêu nâng giá, những đội tình nguyện trợ giúp người chết là có thật. Và có cả những người già xông vào hoạt động. Mọi thứ cứ như sau chiến tranh mà còn ghê gớm hơn cả sau chiến tranh. Chỉ thị 16 của chính phủ, của thủ tướng, phân vùng xanh đỏ, vùng vàng và thiết chặt quân sự, thiết chặt giới nghiêm, thiết chặt phong tỏa, ai ở đâu, ở yên đấy. Mỗi xóm làng là một pháo đài, mỗi gia đình là một pháo đài để chống chọi dịch F0 là như vậy. Đây là hình ảnh người dân tìm cách trốn khỏi nơi phong tỏa COVID-19 tại Hà Nội. Song hành với các chỉ thị quái ác, kỳ cục và có gì đó không phải dành cho người, bóng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hàng loạt kit xét nghiệm dởm được sử dụng, người dân bị chọc mũi đồng loạt, bị lùa ra khỏi các khoảng sân chung cư, các nơi công cộng để thét. Lạ chỗ, cấm người dân đi lại, cấm cả đi mua thức ăn, thậm chí đi mua ổ bánh mì cũng bị phạt vì thực phẩm không thiết yếu, mà lại lùa cả một xóm ra chen chúc để xét nghiệm đến như vậy. Lạ nữa, chọc mũi là chính sách của Bộ Y tế và của Thủ tướng Chính phủ, bóng Bộ trưởng Bộ Y tế vừa bị bắt giữ. Và tiếp theo, những vụ chọc mũi hàng loạt là chính sách bắt buộc người lao động vốn dĩ đã cạn kiệt, đói khổ vì dịch bệnh, tốn thêm một khoản tiền xét nghiệm
để có giấy thông hành sang thành phố khác, tỉnh khác mà đi làm thuê mà kiếm cái ăn. Cả nước nhốn nháo, người chạy khỏi thành phố như vỡ bờ. Và dù sự việc diễn ra với tình trạng lây lan không thể quản lý được, nó vẫn cứ tiếp tục làm theo lệnh của ông Thủ tướng và những người bên dưới của ông ta. Mặc dù có nhiều người chết vì sốc phản vệ do vaccine gây ra, nhưng tiếp tục tiêm nó vẫn được thực hiện và có người đã tiêm đến mũi thứ tư, thứ năm. Đây là hình ảnh dòng người xếp hàng chờ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh. Chớ trêu là cho dù tiêm vaccine xong, người ta vẫn cứ bị nhiễm, và cách lập luận là bị nhiễm sau khi tiêm vaccine sẽ ít nguy hiểm hơn bị nhiễm mà không tiêm, hay nói cách khác là bị nhiễm mà không tiêm có thể chết người. Cuối cùng thì công cuộc chống dịch giai đoạn 2021 cũng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với bộ sậu của ông ta gồm Bộ trưởng Bộ Y tế và hàng loạt quan chức tai to mặt lớn khác hình như chỉ là trò chơi của quyền lực. Ở đây cụ thể là quyền lực của kẻ có thể ra lệnh trên sinh mạng của dân tộc. Khi họ bắt người dân phải thét thì phải thét, chạy đi đâu cho thoát. Bắt phải tiêm thì sẽ phải tiêm, có chết cũng phải tiêm. Hình như chẳng còn lựa chọn nào khác cho hệ thống Đảng Cộng sản độc tài này, hoặc là phanh phui đến tận gốc sự việc có liên quan tới gần 3 vạn nhân mạng con người dân Việt Nam để trả lại sự thật về với chính nó, hoặc là chấp nhận đi qua loa chiếu lệ xem như cây củi. Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh là củi gộc của rừng, và mọi chuyện vẫn chưa dừng ở lại đây. Người ta vẫn đi truy tìm chùm cuối của vụ việc.